Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài. Và rồi trước khi nghe lời Chúa thì tôi cũng gửi lời chào Hội Thánh đến tất cả những anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua live stream. Nguyện Chúa ban ân điển cho anh chị em khắp mọi nơi. Amen. Cảm ơn Ngài. Anh chị em có muốn nghe một lời làm chứng không? Cảm ơn Chúa là tuần nào cũng có lời làm chứng, phải không ạ? Đây là một điều thú vị. Và tôi rất mừng bởi vì lời của Đức Chúa Trời đã có tác động sâu xa khắp mọi nơi trong tất cả mọi người mà không phụ thuộc vào không gian, thời gian hay bất cứ lúc nào. Thì đây là một lời chứng tôi vừa mới nhận được. Gọi là lời biết ơn. Tôi đọc cho anh chị em nghe. Lời biết ơn từ một đất nước xa xôi, con gửi lời chào đến mục sư quý và Hội Thánh nhà muôn dân. Con đang sống ở Thụy Điển và chỗ con thì không có Hội Thánh Việt Nam. Cảm tạ Chúa, con đã biết đến Hội Thánh nhà muôn dân được một thời gian và theo dõi nghe rất nhiều bài giảng của mục sư quý. Con được khích lệ và trưởng thành hơn trong Chúa rất nhiều. Có những lúc con rất khó đến với Chúa để cầu nguyện thì con lại mở đoạn video mục sư cầu nguyện và cầu nguyện theo, thì con nôn ra những tà linh áp chế con. Wow, lạ lùng. Có nhiều lúc con đi làm đeo tai phone nghe những bài giảng của mục sư mà quyền năng Chúa Thánh Linh thăm viếng con rất kỳ lạ trong lòng. Con ngẹn ngào bật khóc biết ơn Chúa vô cùng, tràn ngập niềm vui mừng bình an của Chúa vây phủ lấy con. Con cảm ơn Chúa là Đấng đã chữa lành mắt của con ạ. Con đi khám mắt, bác sĩ bảo là nó bị loạn thị. Con đã đặt tay lên mắt cầu nguyện theo mục sư hướng dẫn qua live stream Facebook thì Chúa đã phục hồi cho mắt con bình thường rồi. Wow. Và thời gian gần đây thì trong con bị tổn thương đau đớn từ chấm chấm chấm, tôi không nói từ ai đó bí mật. Nhưng con vừa làm vừa vào nghe bài giảng lời cầu nguyện qua Facebook của mục sư quý thì con đã được giải phóng hoàn toàn vết thương lòng của con. Con tạ ơn Chúa rất là nhiều, rất là nhiều. Amen. Wow. Anh chị em thấy không ạ? Đây là việc Chúa làm cho người chị em ở xa qua lời của Chúa. Cho nên tôi muốn nói lại với anh chị em một lần nữa, lời của Chúa rất là quan trọng. Nó là sự sống của chúng ta. Cơ đốc nhân phải có lời Ngài, phải khát khao lời Ngài, phải biết lời Ngài và lắng nghe lời Ngài. Lời của Chúa giải phóng chúng ta. Cho nên khi tôi nghe lời làm chứng này đó anh chị em, tôi nhớ lại Chúa Giêsu nói, khi các ngươi nhận biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lời đã đúng vô cùng, đúng vô cùng. Đây là cái nền tảng cho đời sống chúng ta đó anh chị em. Chúng ta đừng tìm kiếm cái phước hạnh nào đó mà ngoài lời của Đức Chúa Trời. Cái phước hạnh đó nó không bền và đôi khi nó đem lại cho mình sự thất vọng. Nó đến rồi nó sẽ đi, nhưng mà phước hạnh trong lời Đức Chúa Trời thì nó ở lại với anh em đến đời đời. Amen. Hãy tìm phước của Chúa trong lời Ngài, đó là phước hạnh bền bỉ. Buổi sáng nay Chúa cũng cho tôi một thông điệp để gửi đến cho anh chị em, để khích lệ tấm lòng anh chị em mỗi ngày được gần Chúa hơn. Vì thực sự mà nói, tôi và bạn chị em là những người luôn cần gặp gỡ Chúa Giêsu. Gặp con người tốt nhưng không phải là tốt nhất. Gặp Chúa Giêsu mới là tốt nhất. Amen chị em. Đôi khi thì trong cuộc sống mình thiếu cái gì thì mình muốn tìm gặp cái người có cái đó. Mình thiếu tiền thì hay tìm đến mấy cái ông đại gia để mình lân la, phải không ạ? Đó, mình thiếu cái này cái kia thì mình hay tìm. Nhưng mà tôi nói với anh chị em á, hãy thay đổi đi. Tôi khích lệ anh chị em hãy tìm Chúa Giêsu, bởi vì Ngài có tất cả mọi điều. Amen. Và Ngài yêu thương chúng ta nữa. Ngài yêu thương chúng ta chân thành. Cả cuộc đời tôi chưa thấy một đấng nào yêu thương mình chân thành và tử tế như Chúa Giêsu. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi dùng sứ điệp này để cậy ơn của Chúa
để Chúa cảm động tất cả các bạn chị em ở đây cũng như trên livestream qua lời Ngài kéo anh chị em lại gần Chúa Giêsu hơn, để cho anh em được phước, để cho anh em được phước. Và dĩ nhiên rồi anh chị em, bất kể mình muốn một điều gì đó, mình muốn đạt được một điều gì đó, thì mình phải có lòng khao khát và đam mê. Thiếu khao khát đam mê, chúng ta hầu như không nhận lãnh được bất cứ điều gì, thậm chí còn cả hại nữa. Anh chị em tưởng tượng giùm tôi, nếu một ngày nào đó anh chị em cảm thấy là mình không muốn ăn uống gì cả, hoàn toàn không, từ sáng đến chiều bụng không thấy đói gì hết, không thích uống nước, không thích ăn, không thích một cái bữa ăn nào, dù vợ nấu có ngon cỡ gì, mùi thơm cỡ gì, nhà hàng năm sao đi qua cũng phớt lờ luôn, thì tôi đảm bảo là người đó gặp nguy hiểm. Có phải không chứ? Mới đầu có thể là bình thường, nhưng mà sau một tuần, sau 10 ngày, sau tháng là thấy có vấn đề. Và trên thế giới cũng có những người nó bị cái tình trạng đó anh chị em. Nó gọi là suy dinh dưỡng đến mức độ không còn muốn ăn uống nữa. Cho nên tôi mới nghiệm ra rằng Đức Chúa Trời đặt vào lòng chúng ta một số những cái thèm khát, đam mê, khao khát. Nó có lý do. Nó có lý do. Nó giúp chúng ta bước vươn tới những điều tốt hơn. Nó giúp chúng ta duy trì sự sống. Nó giúp chúng ta duy trì cái ý nghĩa sáng tạo mà Ngài đã tạo ra chúng ta. Nếu một con người không còn đam mê khao khát, thì tôi nghĩ người đó sống cũng như chết rồi, vì nó không còn gì cả. Một số tôn giáo thì người ta khuyên rằng là hãy diệt tất cả mọi đam mê khát khao đi, diệt hết đi. Thì đúng thiệt, còn mỗi bộ xương không à. Nhìn thấy ớn, nhìn thấy rất ớn đó, không thể nào làm được cái gì trên cuộc đời này nữa, ngồi mỗi buổi xương cứ ngồi chóc ngóc như thế. Cho nên con người được Chúa tạo ra hài hòa với thiên nhiên, với vũ trụ này, và trong đó có cả những đam mê khao khát của nó. Cái vấn đề không phải là niềm đam mê khao khát nó xấu, mà vấn đề là chúng ta khao khát đam mê cái gì. Cái gì đó nó quyết định xấu hay tốt. Có đúng không chị em? Đó là vấn đề mà chúng ta bàn buổi sáng này. Một lần trong một buổi bồi linh á, tôi có chia sẻ cái bằng chứng của lòng khao khát thật qua cuộc đời của cô Maria, mà em của Ma-thê đó. Và trong đó tôi có chia sẻ là cái lòng khao khát thật của chúng ta nó phải có bằng chứng. Lòng khao khát thật của chúng ta đối với Chúa nó phải dẫn chúng ta đến với những thời gian ngồi dưới bệ chân của Chúa để nghe lời của Ngài. Lòng khao khát thật của chúng ta nó cũng dẫn chúng ta đến một cái tình trạng tấm lòng là chúng ta sẵn sàng phung phí cho Chúa Giêsu tất cả những gì mình có. Có đúng không chứ? Phung phí, tôi cũng nhìn thấy điều đó ở một số anh chị em về chính cuộc đời của mình. Khi mình yêu Chúa Giêsu, thật sự mình không còn tiếc cái gì cho Ngài. Dâng hết. Gọi có cái bài hát gì đó anh chị em, dâng cả thảy cho Ngài đó. Mà tôi thấy cứ giờ dâng hiến là họ hát cái bài đó. Mà không biết cái dâng cả thảy chưa thì tôi không biết. Mà cứ giờ dâng hiến này, dâng cả thảy cho Ngài rồi dâng hiến. Tôi cũng hiểu là dâng cả thảy chưa. Nhưng mà thật sự anh chị em, cái người mà đam mê Chúa thật sự đó, họ sẵn sàng phung phí cho Chúa Giêsu. Đó là sự thật trong tấm lòng. Và điều cuối cùng đó, thì cái lòng khao khát thật nó dẫn người ta đến chỗ cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Cho nên nếu chúng ta nói rằng mình khao khát Chúa mà mình chưa có những điểm đó, thì có lẽ là lòng khao khát chúng ta đặt sai chỗ rồi. Có thể chúng ta khao khát cái gì đó giống Chúa chứ không phải Chúa. Chúng ta khao khát cái gì đó mà Chúa chỉ là cái bình phong để che đậy cái động cơ của chúng ta, chứ
chứ không phải là Chúa thật. Anh chị em hiểu ý không ạ? Nó che đậy thôi, lấy Chúa để làm cái màn thôi, để che đậy một số những cái ước ao thầm khát vọng nào đó khác. Cho nên hôm nay đó, tôi muốn chia sẻ về lòng khao khát và cái ích lợi của nó, để cho chúng ta có cái định hướng nó đúng trong cái đời sống của mình. Một lần nào tôi nghe tiên tri T.B. Joshua ông chia sẻ đó, trong đời sống tâm linh nó có ba mức độ. Và dĩ nhiên trong khuôn khổ bài giảng này, chúng ta đang nói về những điều khao khát có giá trị nhất, đó là khao khát thuộc linh. Trong đời sống có những khao khát, nhưng mà khao khát ít giá trị. Những khao khát đời này, những khao khát những cái điều ngắn hạn, giống như thèm khát được ăn uống, đúng không ạ? Thì nó có thể thỏa mãn chúng ta 30 phút thôi là hết. Khao khát được có tiền, có của, có nhà, có xe, có những tài sản, danh vọng, địa vị trên đời này, thì nó cũng thỏa mãn chúng ta đâu được 5-60 năm gì đó rồi cũng tắt luôn, đúng không ạ? Nó hết. Nhưng mà có những loại khao khát nó dẫn chúng ta, đem chúng ta đến những cái giá trị đời đời, vĩnh cửu, không bao giờ tàn, không bao giờ mất. Tôi gọi đó là khao khát Đức Chúa Trời. Khao khát Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là đời đời, những giá trị của Ngài là đời đời. Và sự khao khát đó nó làm cho chúng ta được thỏa nguyện. Bởi vì trong Thi Thiên 145 đó, anh chị em đọc sẽ thấy nó có một cái câu kinh thánh mà tôi thấy rất là hay để nói ở đây. Thi Thiên 145 câu 19 chép như thế này: Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cùng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Tức là những người nào mà kính sợ Chúa, khao khát Chúa, tiến gần với Chúa, thì Ngài làm gì? Thỏa nguyện người đó. Ở đây là một cái điểm mà chúng ta nhận được cái ích lợi rất lớn khi chúng ta khao khát Chúa. Cuộc sống chúng ta giờ có rất nhiều khao khát, nhưng mà thường thì những cái khao khát đó nó không đem chúng ta đạt đến cái chỗ thỏa nguyện, thỏa lòng, không có. Nhưng mà khao khát Chúa thì có. Vì vậy tiên tri T.B. Joshua ông chia sẻ là trong đời sống tâm linh mình có ba mức độ: mức độ sâu, mức độ sâu hơn và mức độ sâu nhất. Có ba mức độ để tiến tới. Tất cả chúng ta ngồi đây đều có một tiến trình để gần Chúa hơn, nhận biết Chúa nhiều hơn. Và càng nhận biết Chúa nhiều hơn chừng nào thì cái mức độ kinh nghiệm vinh quang, quyền năng, phước hạnh của Ngài càng lớn trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên tôi khích lệ tất cả bạn chị em, đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ dừng lại trong cái đời sống tâm linh của mình. Cho dù mình đang làm gì, thành công cỡ nào ở trong đời này, thì trong Chúa Giê-xu vẫn luôn luôn có một chỗ để chúng ta tiến tới. Vì Ngài là vô tận, anh chị em ha. Ngài là vô tận, Ngài không bao giờ hết đâu. Cho nên nếu mình nói rằng ôi tôi đọc tôi biết Chúa hết rồi, thì đó là vì chúng ta chưa biết mình nói gì. Chúa không bao giờ hết. Chúng ta hãy tiến sâu hơn. Và cái điều của vị tiên tri chia sẻ nó cũng rất phù hợp một đoạn kinh thánh ở trong Ê-xê-chiên chương 47. Anh chị em đọc sẽ thấy về cái khải tượng về đền thờ mà tiên tri Ê-xê-chiên đã nhìn thấy. Khi ông nhìn thấy nước từ trong đền thờ văng ra, thì ông bắt đầu bước tới. Nước đó biểu hiện cho nước sự sống, nước thánh linh của Chúa, cho thần của Đức Chúa Trời. Và khi ông bước ra thì ông thấy có ba cấp độ, phải không chứ? Mới lần đầu là đến đâu? Mắt cá. Ông bước ra một chút nữa thì đến đầu gối. Ông bước ra nữa thì đến ngang hông. Và khi ông bước tiếp thì ông được ngập chìm trong dòng sông của Chúa. Vì vậy thưa anh chị em, sự khao khát phải dẫn chúng ta bước tới, vượt qua những mức thấp để đến những mức cao, để chúng ta bắt đầu kinh nghiệm Đức Chúa Trời, kinh nghiệm chính Ngài một cách cá nhân trên đời sống của mình. Đây là chỗ mà tôi muốn nói với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay.
Nếu mình thiếu lòng khao khát thì mọi thứ nó sẽ ngưng trệ, kể cả đời sống tâm linh luôn. Kể cả đời sống tâm linh luôn, ngưng trệ, không bao giờ tiến triển. Vì vậy Chúa cần chúng ta khao khát, Chúa cần chúng ta đam mê Chúa, Chúa cần chúng ta kêu cầu Ngài với một tiếng kêu từ sâu thẳm tâm linh, thể hiện rằng mình đói khát Đức Chúa Trời đến mức nào. Phải đói khát. Cho nên nếu như chúng ta không có điều đó anh chị em, đời sống tâm linh anh chị em mà không đói khát, không đam mê, không kêu gào từ bên trong mỗi ngày, thì tôi e rằng có vấn đề gì đó không bình thường trong đời sống của chúng ta. Vì một con người khỏe mạnh phải biết đói, có đúng không anh em? Một người khỏe mạnh là ngủ dậy một giấc là uống cốc nước ấm xong là thấy à, dạ dày nó đòi ăn rồi. Đó là người bình thường. Còn cái người nào mà ngủ dậy xong đến trưa cũng không thấy đói gì cả, tôi nghĩ là nên đi bệnh viện khám sớm, có vấn đề, có vấn đề chắc chắn. Đường ruột, bao tử, hệ thống dinh gì đó trong cơ thể anh chị em có vấn đề, và nhìn thì xanh xao, vàng vọt, yếu ớt. Vì vậy đời sống tâm linh cũng vậy. Nếu mỗi ngày anh chị em thức dậy mà không có cái cảm giác tìm kiếm Chúa, đối khác Chúa, thì tôi e rằng đời sống tâm linh anh chị em có vấn đề. Anh chị em nghĩ đi, Thi Thiên 63, ông David ông chép cái gì ở đây? À, đây là một người kinh nghiệm Chúa đấy, một người sống với Chúa đấy. Và cái Thi Thiên này chắc có lẽ nó không xa lạ gì đối với tất cả chúng ta. Chúng ta hay trích dẫn phải không ạ? Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một vài ý ở đây để chúng ta thấy được cái tình trạng của mình và chúng ta xin Chúa chỉnh sửa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Nên thấy không? Vừa sáng ra David đã bắt đầu tìm cầu. Đây là một vị vua, ông không thiếu thốn gì cả, nhưng cái điều ông khát khao ấy, nó rất khác với những người bình thường trên trái đất này. Cái điều ông khát khao không phải là những điều ít giá trị, những điều mà nó sẽ mất đi, nhưng ông khát khao một điều còn lại đời đời. Đó là ông khát khao chính Đức Chúa Trời của ông. Vừa sáng ông tìm cầu, vừa sáng ông kêu với Chúa, vừa sáng ông nói rằng mặc dù ông còn nhiều điều khác để đam mê, để thèm khát, nhưng cái điều ông muốn gặp Ngài là điều trên hết, điều ông hướng tới, điều ông tìm cầu, ông cần nhất. Và ông nói: Chúa ơi, con khao khát tìm kiếm Ngài. Ông khao khát điều gì anh chị em? Để xem sự quyền năng vinh hiển của Chúa. Và tôi chú ý anh chị em cái phần 2 của câu 2: như đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. À, tức là gì? Ông đã kinh nghiệm một chút Chúa và bây giờ ông đam mê điều đó. Ông đã từng nhìn thấy và bây giờ ông muốn thấy nhiều hơn. Ông đã từng nghe Chúa và bây giờ ông muốn nghe rõ hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn. Anh em hiểu ý không ạ? Tức là một người đã đến với Chúa và kinh nghiệm Ngài rồi thì tôi đảm bảo người đó không thể dừng lại được, vì nó có một sự cuốn hút, nó có một sự cuốn hút rất lạ lùng từ Đức Chúa Trời cho những ai đã từng đếm Ngài. Thi Thiên 34 câu số mấy đây rồi? Thi Thiên 34 có một câu kinh thánh ở đây, chắc là câu 8 câu 9 gì đó.
Nó nói như thế này anh chị em, tôi đọc anh chị em nghe. Câu 8 này phải. Câu 8 nha. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Nè em thấy không ạ? Ví dụ nha, anh chị em đến một cái nhà hàng năm sao xịn nhất Việt Nam, tôi không biết nhà hàng nào ở đâu, tôi không biết địa chỉ, nhưng ví dụ vậy, và người ta dọn cho anh em một cái bữa ăn, một cái món rất lạ, rất ngon. Anh em nếm vào, ăn thử, và anh em nói thôi rồi, cả đời tôi sẽ không thể quên món ăn này, không thể quên, thích thú, muốn ăn tiếp, muốn được thử tiếp. Thì đây chính là ý nghĩa của câu kinh thánh mà anh chị em vừa nghe. Khi anh chị em bước đến với Chúa và anh chị em thực sự đã nếm thử Ngài. Tại sao ở đây là dùng cái từ thử? Anh em biết cái thế nào là nếm không? Nếm có nghĩa là chưa được ăn nhiều, phải đúng không? Tức là Chúa lấy cái muỗng Chúa dít một chút thôi, liếm liếm một tí thôi, đó kiểu vậy đó, liếm một tí thôi, và anh chị em sẽ đam mê mùi hương của nó, vị ngon của nó, vị ngọt của nó, và không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Đó là Chúa. Từ đó tôi mới nói với anh chị em nha, những người nào mà không đam mê Chúa đó, tức là chưa khao khát Chúa đó, chưa tìm kiếm Chúa, chưa say mê, chưa cảm thấy là không thể ngồi yên được mà không có Chúa thăm viếng mình đó, thì tôi nói nè, người đó chưa được Chúa cho nếm. À, chưa, chưa đâu. Anh em phải kêu cầu tiếp. Anh em phải nói với Chúa, Chúa con ăn năn đến với Ngài, cho con nếm chút đi Chúa. Anh em phải nói thế, Chúa sẽ cho nếm. Được không? Amen chứ. Ờ, phải vậy mới được. Cảm ơn Ngài. Để tôi chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời tôi cho anh chị em nghe. Cái hồi tôi còn thanh niên đó, tôi có một cái tính cách mà không biết nó tốt hay nó xấu, nhưng mà nó giúp tôi. Tôi có một tính cách á, hả, tôi yêu cái gì là tôi quên lối về. À, là say như điếu đổ vậy anh chị em, say mê không còn biết cái gì trên đời này nữa. Đó là con người tôi hồi thanh niên á, lạ lùng, yêu cái gì là thôi rồi xong luôn, không còn biết gì nữa trên đời này. Đó. Và dĩ nhiên tôi cũng lên bờ xuống ruộng vì tính cách này. Cho đến ngày tôi gặp Chúa Giê-xu, cho đến ngày tôi gặp Chúa Giê-xu, và Ngài bày tỏ chính Ngài cho tôi một chút. Và anh chị em biết không, tôi say còn hơn cả uống mật ong rừng nữa. Tôi đi học trên giảng đường đại học. Cái lúc đó tôi mới tin Chúa đâu được không tuần, hàng tháng gì, hai tháng gì, tôi ngồi giảng đường đại học 45 phút, mà cái ông thầy giáo ông giảng cái gì đó không biết, sau 45 phút gõ cái keng, cái tôi mới hỏi ông giảng cái gì vậy, không biết gì, không nghe, không biết, không hiểu gì, suốt ngày tâm trí Chúa ơi, Ngài ở đâu, Ngài làm gì, mê như điêu đổ vậy từ sáng đến chiều. Rồi thậm chí vô trong nhà ăn đó, gặp cái anh chàng người Trung Quốc ngồi trước mặt ảnh bê đồ ăn ra, mình cũng bê, cách bắt đầu tự nhiên mình bắt chuyện với ảnh. À, nói về Chúa, nói say mê, anh ăn anh đứng dậy anh đi mất tiêu, mình để yên ngược yên, không biết đã ăn chưa cũng chưa biết luôn. Và cái niềm say mê đó anh chị em, nó khiến cho tôi tìm kiếm Chúa, quỳ gối cầu nguyện, kiên ăn say mê, không bao giờ, hồi đó tôi nhớ tôi không bao giờ bỏ một buổi nhóm nào, mà đi nhóm ở bên Nga đó, tuyết nó dày từ đầu gối này, có khi đi về là 1 giờ đêm đó, xa xôi lạnh lẽo, nhưng không bao giờ bỏ vì mình cần Chúa. Nói Chúa ơi, tấm lòng và trái tim của con chịu không được. Và anh chị em, đúng thiệt, cái này cái hình sau đó thì tôi không biết, nhưng mà cái riêng cái chỗ này thì nó lại ích lợi cho tôi. Nó dẫn tôi đến một cái chỗ là tôi được gặp gỡ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chính giây phút đó đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời của mình cho đến tận ngày hôm nay. Chính giây phút Thánh Linh của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi, và tôi hiểu rằng, ô,
sự là đấng mà mình cần trong cuộc đời này. Và 30 năm rồi, cái bữa ăn thuộc linh đó không bao giờ mất hương vị trong cuộc đời của tôi cho đến tận ngày. Rất diệu kỳ anh chị em, diệu kỳ lắm, rất diệu kỳ. Cho nên trở lại với vấn đề, tôi nói với anh chị em nè, nếu ai trong chúng ta ngồi đây và những anh chị em trên mạng mà chưa bao giờ trong cuộc đời mình được nếm thử một chút của Chúa, thì hôm nay hãy cầu nguyện. Amen ạ. Chúa ơi, cho con nếm Ngài một chút, để con có động lực để đam mê Ngài, để con có cái hương vị của Ngài mà thèm khát Ngài. Chứ nói thiệt chứ mình muốn đam mê, muốn thèm khát, không biết thèm cái gì chứ, đúng không chứ? Thèm cái gì nó phải cụ thể chứ. Cho nên về vấn đề thuộc linh, một chút tình yêu, một chút nhân từ. Và Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Chúa Trời nói chuyện với Môi-se không phải như là người bình thường, không phải là qua cái hình ảnh hay cái gì không. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời hiện ra và nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như những người bạn nói chuyện với nhau. Khi chúng ta đọc đến đó, chúng ta mới thấy được rằng cái kinh nghiệm Chúa của Môi-se thì phải nói là tuyệt đỉnh nhân gian, đúng không? Trên đời này không có con người nào như Môi-se, tìm người thứ hai không có. Ông gần gũi Chúa đến mức độ như thế mà, ông được ở riêng với Chúa mà, ông được chiếu sáng với Chúa, ông được trò chuyện, ông được thấy chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết 10 điều răn trên bảng đá của ông mà. Ông ngồi trong núi với lửa và khói như vậy 80 ngày, có con người nào kinh nghiệm được không? Tôi nghĩ không. Nhưng nha anh chị em, có một điểm mà tôi muốn nói cho anh chị em thấy ở đây, là trong câu 17. Trong câu 17 nha. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, vì ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Môi-se thưa rằng: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Tôi muốn anh chị em suy nghĩ chỗ này. Môi-se có lạ gì Chúa không? Không. Thấy Chúa rồi, thấy Ngài sấm chớp lửa đá, thấy Ngài làm phép lạ rồi, thấy Ngài mặt đối mặt rồi, hiện diện rồi. Nhưng mà khi Chúa nói ông Môi-se, cầu xin đi, giờ ngươi muốn gì? Thì ông Môi-se nói rất đơn giản: Chúa, con muốn thấy sự vinh hiển của Ngài. Anh em thấy, nghĩ đi, lạ không? Lạ vô cùng. Nhưng mà suy ngẫm kỹ thì nó không lạ. Nó không lạ ở cái chỗ là tôi biết Môi-se hiểu rằng Chúa còn rất nhiều điều lớn hơn nữa chưa tỏ ra. À đúng ha, Chúa còn một kho tàng vĩ đại vô biên vô tận mà Môi-se chỉ liếm mới gần chút thôi. Trên núi 80 ngày liếm qua liếm lại thôi chứ chưa ăn thua đâu. Không ha, Môi-se hiểu điều đó. Cho nên khi Chúa mở đường, mở cửa, mở lời thì Môi-se lập tức nói: Chúa, cho con xem sự vinh hiển của Ngài. Con cần cái đó thôi, không cần gì. Đây là bài học cho mỗi một chúng ta. Cho dù chúng ta ngồi đây, chúng ta được ơn chữa lành, xem sự hiện thấy đủ quỷ chữa bệnh, học lời Ngài, giảng luận, làm điều nọ điều kia, anh chị em ơi, đó chỉ là một cái vẫy rất nhỏ trong ân điển của Chúa thôi. Còn rất nhiều điều diệu kỳ hơn, rất nhiều điều vĩ đại hơn, to lớn hơn, hấp dẫn hơn, đam mê hơn, thỏa lòng hơn với Chúa. Cho nên chúng ta cần tiếp tục tiến với Ngài, tiếp tục dành nhiều thời giờ hơn với Ngài và nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn Ngài nhiều hơn. Chúa ơi, con muốn thấy Ngài rõ hơn. Chúa ơi, con muốn nắm lấy Ngài chặt hơn. Con muốn Ngài bày tỏ mọi bí mật của Ngài cho con, lạy Chúa, bởi vì trong Ngài có tất cả những điều đó.
Cho anh chị em, tôi chia sẻ câu kinh thánh này để khích lại anh em mình đừng dừng lại trên đời sống tâm linh của mình, đừng ngừng. Khi anh em ngưng lại, nó uổng lắm và nó nguy hiểm nữa. Nó nguy hiểm bởi vì khi chúng ta ngưng khao khát Chúa, ngưng đam mê Chúa, là sức khỏe thuộc linh chúng ta có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Anh em biết, khi tội lỗi mình được tha thứ, mình sẽ khao khát Đức Chúa Trời. Đó là sự thật đấy anh chị. Còn cái người nào mà đến với Chúa đó mà cầu nguyện xong là cứ trơ trơ, cứ nhìn trăng trời mây gió, là tôi biết rồi, cái này là chưa ăn năn thật. Anh em hiểu ý không ạ? Chưa ăn năn thật. Còn cái người mà ăn năn thật á, được Chúa tha thứ thật á, người ta rất đam mê Chúa Giêsu. Người ta sẽ tiến tới sự thánh khiết của Ngài. Bởi vì thực sự cái điều che khuất trận con người với Chúa chính là tội lỗi. Khi Adam Eva phạm tội thì hai ông bà đã trốn khỏi mặt Chúa, núp trong lùm cây, sợ Chúa, sợ sự hiện diện của Chúa, không có lý thú đối với những sự hiện diện của Chúa nữa. Nhưng anh chị em ơi, một bằng chứng rằng tội anh chị em được tha là trong sâu thẳm trong lòng anh chị em xuất hiện niềm đam mê Chúa Giêsu. Đó là tội lỗi được tha. Anh chị em nhìn trong tâm ước anh chị em sẽ thấy. Anh chị em nhớ người phụ nữ tà dâm không? Người phụ nữ hư đốn mà khi được Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi thì bà làm gì? Bà chạy đến dưới chân Chúa, bà đổ nước mắt bà ra và bà lấy tóc mình lau chân Chúa. Bà đứng đó bà khóc, bà cứ khóc, bà cứ khóc. Mấy ông Pharisee thì bà sao làm gì kỳ cục vậy? Vì những người tôn giáo người ta không hiểu được một tấm lòng biến đổi là như thế nào. Tội lỗi được tha, tấm lòng biến đổi khiến người ta chạy gần đến Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, cho nên anh chị em cũng hãy kinh nghiệm nha. Tôi nói với những người mới đến với Chúa, nếu anh chị em được ai đó gọi lên và anh chị em nói lấy Chúa Giêsu, con tiếp nhận Ngài, anh chị em cũng nói theo lấy Chúa Giêsu, con tiếp nhận Ngài. Người ta nói xưng Giêsu là Chúa, anh chị em cũng nói tôi xưng Giêsu là Chúa. Họ nói tôi xin tiếp nhận Chúa, anh chị em cũng nói tiếp nhận Chúa xong rồi về nhà đâu vẫn vào đó. Thì coi chừng, coi chừng đó chỉ là cái bánh vẽ mà thôi, không có thật. Sự cứu rỗi thật luôn đi kèm với sự tha thứ tội lỗi, và sự tha thứ tội lỗi luôn dẫn chúng ta đến chỗ khao khát Đức Chúa Trời nhiều hơn. Đó là bằng chứng. Anh chị em hãy kinh nghiệm điều này nha. Đừng bao giờ xem nhẹ linh hồn của mình. Những thủ tục tôn giáo không cứu được ai đâu. Những nghi lễ tôn giáo cũng không cứu được ai đâu. Nhưng đức tin thật với lòng ăn năn thật kéo anh chị em đến sát Chúa Giêsu sẽ cứu được linh hồn anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài ha. Chỗ đó cũng rất là quan trọng. Và ông David thì anh em vừa nghe rồi, ông Phaolô thì anh em cũng nghe rồi. Đó, ông nói ông coi mọi sự như là lỗ, chỉ sự nhận biết Chúa là quý hơn. Đó là niềm khao khát của sứ đồ Phaolô. Nhưng có một điều hay nữa đó tôi muốn chia sẻ với anh em, là Chúa hứa rằng Ngài đáp ứng cơn đói khát của chúng ta. Chứ không phải Chúa như là những vị thần tượng gỗ đá đâu, cứ ngồi trơ trơ, miệng thì cứ che răng cười, cái bụng thì cứ phình ra chà bá ngồi cười như thế, rồi cầu miết cũng chả thấy cái gì. Không phải, Chúa chúng ta là đấng đáp ứng mọi lời cầu nguyện và khao khát của chúng ta. Đó là khác với tất cả mọi thần tượng khác. Có một lần thầy của tôi ở bên Mỹ, ông sang đây đó, ông người châu Phi mà, ông sang xong rồi tôi thuê một cái khách sạn cho ông ở. Ông ở ông đêm xong ông ra ông hỏi, ô quý, giải thích giùm tôi cái
Chứ thần của đất nước tụi bay là thần nào mà tao thấy cứ cái bụng chả bá, cái miệng cứ cười này, làm sao? Rồi người ta đau khổ, người ta bệnh tật, người ta cầu nguyện, ổng cứ ngồi nhe răng cười này. Trong nó phản cảm là thần gì? Tôi mới nói tao cũng không biết thần gì, thôi kệ thần gì đó, gỗ đá không biết. Nhưng chỉ biết Chúa của tôi là đấng tuyệt vời, đấng trả lời cầu nguyện, chữa lành, cảm thông cho những điều đau khổ. Đó là đủ rồi. Amen. Con thần trên thế giới đi, đủ loại thần, chúng ta không quan tâm. Cho nên ở đây đó, trong Ma-thơ chương 5 câu 6 á, Chúa mới hứa là phước cho người nào đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Khi chúng ta đói khát, Chúa sẽ cho chúng ta được no. Đây là cũng là một cái kinh nghiệm trong cuộc sống tâm linh tôi thấy. Không bao giờ Chúa để cho một người đói khát ngạn mà lại thiếu thốn, mà lại đau khổ, mà lại cứ mãi mê trong cái sự thiếu hụt của mình. Không, Chúa sẽ làm cho người đó no đủ. Tôi thách thức anh chị em tìm kiếm Chúa đây ạ. Nếu anh chị em tìm kiếm ngay thì anh chị em sẽ được thỏa lòng. Jeremy chương 29 hứa với chúng ta điều gì? Ngài nói rằng các ngươi sẽ tìm ta và các ngươi gặp ta khi các ngươi tìm ta hết lòng. Cái chữ hết lòng này nó khiến cho Chúa chúng ta là một đấng cao trọng, một đấng tôn quý, một vị vua muôn vua, một cái vị mà không phải muốn gặp một cách dễ dàng, đòi hỏi một cái sự gì thành thật từ trong tấm lòng để tìm kiếm Ngài. Còn tà linh ngồi kia, anh chị em khỏi tìm, nó tự tìm đến anh chị em, đúng không ạ? Khỏi tìm. Cho nên có mấy người ngày xưa thắc mắc mới hỏi là sao mà Chúa của các bạn tìm khó thế, còn mấy ông thầy bùa kia là dễ dữ vậy? Đó, chưa kịp cái gì là nó nhập vô nói bà la bà lo rồi. Tôi nói thì đúng rồi, bởi vì mấy cái thứ đó khi các bạn tìm nó giống các bạn, cho nên là nó nhập vô rất là dễ. Tội lỗi với nhau mà, mấy thằng ăn cướp nó thường tìm nhau, đúng không ạ? Tức là nó cùng tần số. Nên để ý trong đời thật này cũng vậy, mấy cái người mà nó cùng tần số nó tìm nhau dễ lắm, nhìn biết liền, nhìn cái là anh này giống tôi nè. Mặc dù là mà chưa hỏi tên họ, phải không ạ? Nhìn biết liền, cái này ok, đúng tần số của tôi rồi. Và ma quỷ cũng giống vậy, nó nhìn những con người cầu hỏi nó bắt tần số rất là nhanh. Này tội lỗi giống tôi nè, hút chích giống tôi nè, tà dâm giống tôi nè, đồng tính giống tôi nè, bắt mạch liền, phải không ạ? Nhưng Chúa chúng ta khác. Chúa chúng ta là đấng rất thánh, và những người tìm Ngài phải nên thánh giống Ngài. Đây là cái chỗ khó nhất, cản trở nhiều người nhất, và khiến cho nhiều người nản lòng nhất, thưa anh chị em. Bởi vì đến với Đức Chúa Trời phải trở nên thánh, phải ăn năn, phải làm sạch đời sống mình, phải vứt bỏ ra khỏi mình những sự bất toàn ô uế, vứt bỏ ra khỏi đời sống mình và rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu, thì Ngài mới cho gặp Ngài, phải không ạ? Và đây là thách thức mà mỗi một chúng ta phải vượt qua. Rất nhiều người cũng có một chút đam mê với Chúa, có một động lực để tìm kiếm Chúa, nhưng khi bước tới cái bức tường của sự thánh khiết thì chẳng là không vượt qua được. Tôi thật sự rất tiếc cho những cuộc đời đó. Anh em ơi, phải bước qua bức màn tội lỗi và ánh sáng sẽ ở bên kia. Amen không ạ? Ánh sáng sẽ ở bên đó. Sự vinh quang thỏa lòng tuyệt vời với đấng thánh ở bên đó. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải đủ can đảm để bước qua bức màn tội lỗi đen tối đó để tiến tới. Và chúng ta sẽ gặp gỡ Đức Chúa Trời của mình. Đó là chỗ khó. Nhưng mà nó không khó như thời cựu ước đâu.
Bởi vì chúng ta đang sống với một cái thời ân điển mà huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra để sẵn sàng rửa sạch mọi tội chúng ta. Miễn chúng ta ăn năn, miễn chúng ta hạ lòng trên những điều đó cho Ngài, thì lập tức chúng ta có cơ hội để được trình diện với Đấng Thánh một cách trực tiếp. Nó khác thời cựu ước anh chị em ha, chỗ này rất là quan trọng. Và Ngài hứa rằng Ngài đáp ứng những đói khát đó cho chúng ta. Ngài đáp ứng bằng cách gì? Ngài chiếu vinh quang Ngài trên chúng ta, Ngài chiếu sự ngọt ngào lên chúng ta, Ngài đem sự tăng trưởng đến cho tâm linh chúng ta. Nếu cho anh đọc thấy trong Corinto nhì chương 3 câu 17-18, anh em sẽ thấy ngày nay chúng ta không làm như Môi-se, chúng ta để mặt trần ngắm xem sự vinh hiển của Chúa. Và nhờ Đức Thánh Linh thì vinh hiển đó được chiếu sáng từ Chúa qua chúng ta, và chúng ta được làm một cùng với Ngài. Chúng ta được biến hóa giống Ngài. Có phải mục đích cuối cùng của anh chị em mình đi với Chúa là trở nên giống Chúa không? Đúng không ạ? Mỗi ngày phải giống Chúa. Mục đích. Nhưng mà xin thưa với anh chị em này, không bao giờ chúng ta đạt được điều đó nếu chúng ta không đam mê đến gần Ngài. Vì chỉ khi chúng ta đến gần Ngài, vinh hiển Ngài mới biến hóa chúng ta. Sự sáng Ngài biến hóa chúng ta, sự thánh khiết của Ngài biến hóa chúng ta. Tôi thưa với anh chị em nhé, anh chị em mà ở gần Chúa rồi, anh chị em không thể phạm tội được nữa. Đây là bí mật. Đây là bí mật. Có một người ngày hôm nay, có một số người cứ đấu tranh với tội lỗi, đấu tranh với tội lỗi. Ôi sao tội lỗi nó cuốn hút tôi dữ dằn như thế này, tôi muốn làm điều tốt mà không làm được thế này, tại sao vậy? Anh chị em ơi, ngừng nỗ lực đó đi, bước đến gần Chúa. Sự thánh khiết, ngọt ngào, đam mê, vinh quang, quyền năng của Ngài khiến cho anh em không thèm phạm tội nữa. Đó là bí mật. Đó là sự giải thoát của Chúa bởi quyền năng sự sống của Đức Thánh Linh trong lòng của mình. Cho nên cái cách chúng ta chống lại tội lỗi không phải là nỗ lực chống nó, không phải là tu luyện như nhiều tôn giáo khác, không phải là kiêng khem điều này điều nọ. Không đâu. Cách chúng ta đắc thắng là ăn năn vượt qua, bước vào chỗ sự sáng. Nơi đó chắc chắn tối tăm không có. Em ha. Vì vậy niềm đam mê Chúa, sự khao khát Chúa rất có ích lợi. Nó ích lợi ở chỗ là nó biến chúng ta ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Tôi kinh nghiệm điều này trong đời sống của mình. Khi mà dành thời giờ ở với Chúa, càng dành thời gian ở với Chúa, anh chị em sẽ không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Không cảm nhận được. Đó là sự thật. Anh em cầu nguyện đam mê Chúa và bắt đầu có thể sáng sớm thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Ngài đến khi muốn kết thúc, nhìn vào có thể 2-3 giờ chiều là chuyện bình thường. Thấy thời gian mà tưởng đâu mình mới, ôi sao tôi mới bước vô cầu nguyện mà sao giờ 2-3 giờ chiều? Không biết thời gian. Trong sự vinh quang của Chúa, mọi thứ xung quanh nó ngưng lại. Tất cả ngưng lại. Tôi đã kinh nghiệm điều này trong những cái lúc mà còn non trẻ khi mới tiếp nhận Chúa đó anh chị. Chú cho tôi một cái điều rất là đặc biệt cái này. Hồi đó là ở sống chung phòng nhiều người mà, 2-3 người lận. Nhưng mà mỗi lần tôi quỳ gối tôi cầu nguyện á, là tôi không biết gì xung quanh hết. Ai muốn làm gì là, muốn ăn, muốn ngủ, muốn nói chuyện gì, tôi cầu nguyện đã, tôi mở mắt ra tôi không biết gì vừa diễn ra. Tức là hầu như mình ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới này, để Chúa phán dạy mình, ở với mình. Và anh chị em biết không, để có được điều đó, chúng ta cần đam mê Chúa nhiều hơn, khát khao Chúa nhiều hơn. Anh chị em thử nghĩ đi, anh chị em mê mẩn cái gì đó, anh chị em sẽ quên mọi thứ xung quanh.
giống như nãy tôi nói đó, quên cả đường về luôn, không biết gì xung quanh nữa hết. Đây cũng là một điểm rất là cần thiết để chúng ta phát triển trong sự đam mê Chúa Giêsu. Kệ nó, Chúa sẽ chăm sóc cho mình, đừng lo lắng, Chúa sẽ lo cho mình. Cái điều mà chúng ta cần là kết nối với Đức Chúa Trời. Amen chứ em ạ. Một số người sẽ nghĩ là thôi, đời sống như thế nó không thực tế, đời sống như thế là nguy hiểm, đời sống như thế này thế nọ. Nhưng mà tôi nghĩ không phải đâu. Nguy hiểm là khi mình không có Chúa ở cùng cơ. Còn khi anh chị em đi dạy Đức Chúa Trời thì không có gì là nguy hiểm hết. Tất cả đều ok. Tôi đảm bảo với anh chị em là ok luôn. Mọi sự sẽ tốt. Chỉ có điều đừng có nằm đó không làm gì mà cũng không có Chúa luôn thì đói thiệt sự. Không ạ? Phải có Chúa đầy dậy. Và chính Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta những ý tưởng, và ý tưởng đó sẽ khiến chúng ta thành công trong cuộc sống này. Tất cả ra từ Chúa. Khích lệ anh chị em hãy đam mê Chúa nhiều hơn. Và hai điều cuối cùng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em trước khi chúng ta kết thúc việc này, đó là trong Dân chương 14 câu 12. Dân chương 14 câu 12 chúng ta nói tiếp điều gì ở đây? Nghe tôi đọc nha. Dân chương 14 câu 12 chép như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Ok anh chị em. Như vậy trong tất cả anh em mình ngồi đây có một bầu trời bao la phía trước để chúng ta tiến tới. Lời hứa của Chúa rất là mở. Ngài hứa rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta. Anh chị em có tin Chúa không? Có loại trừ người nào không? Đây là chỗ cực kỳ quý giá cho tất cả chúng ta. Vì khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy có mình trong đó. Chúa không hứa với các sứ đồ, Chúa không hứa với những người học cao, Chúa không hứa với những người thông minh, Chúa không hứa với những tỷ phú triệu phú, Chúa không hứa với những người đàn ông, Chúa hứa với tất cả những ai tin Ngài. Vậy thì điều gì? Chúa hứa rằng có những việc lớn hơn. Chúng ta có thể làm được những việc lớn hơn. Hiện tại mình đã làm được gì? Gạch đầu dòng ra và hãy nói cho tâm linh mình, ta sẽ còn làm lớn hơn. Có đúng không ạ? Và chính điều đó khiến cho chúng ta không dừng lại. Tôi hay dùng câu Kinh Thánh này trong cái sự tỉnh nguyện cá nhân. Tôi gạch đầu dòng ra: Chúa, con cầu nguyện người bệnh được lành rồi, con đuổi quỷ, quỷ nó cũng chạy rồi, nhưng Chúa ơi, còn một và nhiều căn bệnh khác chưa lành, còn nhiều những ca chưa được giải cứu, còn nhiều những phép lạ con chưa thấy, hội thánh chưa làm cho người chết nào sống lại, chưa có. Con muốn ngày sau người ta sẽ khiêng vài cái hòm đến đây rồi bỏ lại và đi về, được không Chúa? Đúng không ạ? Cho nên chúng ta đừng dừng lại. Tôi hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, còn rất nhiều những loại ung thư khác con chưa thấy được chữa lành. Ung thư gan chưa chữa lành, ung thư vú thì thấy rồi nhưng ung thư gan thì chưa. Và rất nhiều những điều mình phải gạch ra và mình nói với Chúa: Chúa, chắc chắn nhờ Ngài chúng con sẽ làm được điều này. Có đúng không cha? Đó là khát khao. Và mỗi lần tỉnh nguyện như vậy anh chị, cầu nguyện tha thiết như vậy,
thì tôi cũng thấy được rằng hội thánh của Chúa càng ngày càng đi lên, nhiều phép lạ lạ hơn, nhiều những điều kỳ diệu hơn, nhiều những điều mà lạ lùng hơn, ân tứ nhiều hơn, sự hiện thấy nhiều hơn, lời tri thức nhiều hơn, lời tiên tri nhiều hơn. Đó là kết quả của lòng khát khao những điều lớn hơn. Amen chứ. Cho nên tôi muốn khích lệ tất cả anh em mình, nhân sự hội thánh, cũng như toàn bộ anh em ngồi đây, những người trên live stream. Tôi muốn nói rằng Chúa có những điều lớn hơn cho các bạn giờ này. Amen. Đừng dừng lại. Đừng bao giờ dừng lại. Vì Chúa hứa những ai tin ta sẽ làm được việc ta làm và còn làm lớn hơn. Và nguyên nhân của điều này là ngày chép trong Dân 14 chương 10 câu 15-17. Lý do mà chúng ta có thể làm được những điều này lớn hơn là vì nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ giữ điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài. Tại sao chúng ta làm được? Không phải vì chúng ta tài năng, không phải vì chúng ta khác người, không phải vì chúng ta công bình thánh khiết. Không, chúng ta làm được những điều lớn bởi vì Thánh Linh của Chúa ngự trong chúng ta. Đó là nguyên nhân. Đó là nguyên nhân tại sao khi anh em tin Chúa tự nhiên mình được ơn. Tự nhiên mình thấy những điều trong tâm linh. Tự nhiên mình cầu nguyện mà ma quỷ phải vâng lời. Tự nhiên mình giảng lời Chúa và đời sống người ta được biến đổi. Tại sao mà mình ra lệnh thì ung thư biến đi? Không phải vì mình, mà vì Thánh Linh sống trong mình. Đó là đa tảng, là nền tảng cho sự khát khao của chúng ta. Đấng sống bên trong. Cho nên mỗi lần tôi tỉnh nguyện lên chèm, tôi không tìm Chúa ở trên ngọn cây, cục đá, ngọn núi. Mặc dù anh em thấy tôi hay lên núi ngồi phải không ạ? Nhưng tôi không tìm Chúa ở đó. Chúa không ngự trên ngọn cây, ngọn núi. Chúa ngự trong cục đá. Chúa ở đây nè. Khi chúng ta cầu nguyện, hãy nhìn vào bên trong. Nhắm mắt lại. Chúa, hãy bày tỏ Ngài qua con Chúa. Chiếu sáng Ngài qua con Chúa. Hãy khai phóng tình yêu của Ngài qua con Chúa, để khi con nói với một người nào thì Ngài chạm người đó. Khi con đi ngang một người nào, ánh sáng Ngài sẽ động người đó. Đó là cách mình cầu nguyện. Vì đấng quyền năng không phải ở đây, không phải ở kia. Đấng ở trong anh em, trong lòng mình. Chúng ta đừng tìm Chúa bên ngoài. Người ngoại đạo, tôn giáo ngoại đạo thì nó tìm Chúa bên ngoài, tìm thần bên ngoài, lên ngọn núi này, ngọn núi kia, bà đen bà đỏ gì đó tôi quên rồi, tìm đủ thứ, phải không ạ? Nào là cúng cái này cúng kia, nhưng đó là mấy cái thần ất ơ ở đâu đó. Còn Chúa quyền năng chúng ta ngự trong lòng chúng ta, rất gần chúng ta. Khi chúng ta kêu, Ngài nói có ta đây, và Ngài hiện diện. Khi chúng ta nói, khi chúng ta giảng, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta bày tỏ. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói, khi tôi đến với anh em, tôi không dùng lời lẽ cao xa, những bài diễn thuyết khôn ngon khéo léo, mà lời giảng của tôi ở tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Để đức tin anh em không xây dựng trên sự khôn ngon con người, bèn là tên quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là bí mật của anh chị em mình. Đó là sức mạnh của anh chị em mình. Nhờ Thánh Linh, chúng ta có thể làm được những việc lớn hơn. Tôi thách thức anh chị em, tất cả anh chị em ngồi đây, anh chị em hãy lấy một tờ giấy về nhà nha, lấy tờ giấy gạch ra. Lạy Chúa, con theo Chúa 5 năm, 3 năm, 10 năm, con đã làm được điều này, điều này, điều này, điều này, điều này. Con đã giúp được người này, cầu nguyện cho người này được lành. Con đã giảng cho người này được tin. Con đã làm điều này này. Nhưng mà Chúa ơi, con bây giờ muốn nó nhân đôi sự này lên, gấp đôi lên. Chúa ơi, vì Ngài hứa với con trong Dân 14 câu 12, con tiếp nhận Chúa, hãy giúp con làm. Và anh chị em biết không, qua những sự tỉnh nguyện như thế,
Chúa sẽ nâng cấp anh chị em. Tôi kinh nghiệm rõ ràng trên đời sống của mình, khi tôi tỉnh người như vậy, Chúa nâng cấp. Chúa nâng cấp ân tứ lên, Chúa nâng cấp cái sự nhạy bén với Thánh Linh lên, Chúa nâng cấp sự hiện thấy lên, Chúa nâng cấp lời tri thức, lời khôn ngoan lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chính xác, càng ngày càng bổ ích, càng ngày càng mở rộng anh chị em. Nếu chúng ta không khao khát những điều lớn hơn thì uổng lắm, vì Chúa hứa cho chúng ta như vậy. Anh chị em có amen với tôi không ạ? Ta hứa rằng sẽ khao khát lớn hơn không ạ? Ta ơn Chúa vì điều đó. Tôi tin là sắp phấn hơn rồi. Sắp phấn hơn đấy. Amen chưa? Rồi bây giờ cuối cùng tôi sẽ kết thúc cái sứ điệp của mình bằng một cái sự cảnh báo. Cảnh báo, dĩ nhiên là chúng ta nãy giờ nói toàn những điều tích cực không à, và anh em thấy amen 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 không ạ, rất là sung sướng. Nhưng mà thật sự nó có cái cảnh báo ở đây là đời sống chúng ta chắc chắn sẽ có lúc chúng ta đi vào trong đồng vắng. Sẽ có thể chúng ta tin Chúa ngọt ngào hôm nay, rất tuyệt vời hôm nay, Chúa dùng mình làm được những điều mà thậm chí mình không thể tưởng tượng nổi là mình làm được. Chúa dùng mình lạ lùng, Chúa cảm động mình cầu nguyện, mình thấy sự hiện diện đáp lời của Ngài. Nhưng mà rồi chợt nhận ra một ngày nọ, sao đời sống mình khô hạn đến thế, xung quanh không còn cái gì cả, ai cũng chống đối mình hết, đụng tới chỗ nào mình cũng cảm thấy bị tổn thương hết, tất cả mọi cánh cửa dường như đang đóng lại. Thì tôi gọi thời kỳ này là đồng vắng của anh chị em. Và không phải Đức Chúa Trời ngẫu nhiên cho phép điều này xảy ra một cách tình cờ để làm hại anh chị em hay gì, không phải đâu. Chúa có mục đích. Đồng vắng luôn là nơi để nhắc anh chị em lên cao hơn. Đằng sau nó, anh chị em sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời sâu sắc và chính xác hơn. Bởi vì thực tế mà nói, tất cả anh em mình bước đi với Chúa là bước đi bởi đức tin, không phải cảm xúc. Có đúng không ạ? Đức tin. Đức tin có nghĩa là tôi không cảm thấy gì, nhưng tôi vẫn biết Chúa ở cùng tôi. Đó là đức tin. Cho nên nhiều anh chị em sẽ cảm thấy rất ngã lòng khi mình cầu nguyện mà không thấy gì cả. Và mình hay bị cám dỗ nghĩ rằng thôi đời tôi xong rồi, chắc Chúa đã lìa tôi rồi, Chúa đã đi đâu rồi. Nhưng xin thưa với anh chị em, Chúa đang thử đức tin anh chị em đó. Chúa đang thử xem anh chị em có thực sự tin Ngài đang sống trong anh em không, phải không ạ? Cho nên có những lúc, nhất là vấn đề mình gặp khó khăn trong sức khỏe, trong tài chánh, trong gia đình, trong nuôi dạy con cái, trong nghề nghiệp, tôi gọi đó là những đồng vắng khác nhau mà mỗi một chúng ta có thể sẽ bước tới. Và tôi tin rằng phần lớn chúng ta sẽ phải bước qua. Và những lúc như vậy, tâm lòng chúng ta dễ dao động. Nó dao động ghê gớm lắm, rất dao động. Và anh em nhớ nha, chính Chúa Giêsu đã gặp Satan tại đồng vắng. Có đúng không ạ? Chính lúc đó Satan hiện ra, chính lúc mà anh em cảm thấy chơi vơi nhất thì quyền lực bóng tối đến để muốn đánh gục anh chị em. Anh chị em ơi, lúc đó là lúc đừng dựa vào cảm xúc, đừng dựa vào cảm giác, đừng dựa vào kinh nghiệm, mà hãy dựa vào lời của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Để mình bước tới. Và khi chúng ta vượt qua rồi thì chúng ta sẽ được nâng cấp. Đừng nản lòng. Tôi thấy có rất nhiều anh chị em đã ngã gục tại trong đồng vắng vì thiếu sự dạy dỗ, kinh nghiệm bước đi với Ngài. Đó là một điều rất đáng tiếc, không ạ?
Bởi vì rất nhiều những cuộc đời đang rất mạnh mẽ với Chúa, nhưng giờ không thấy đâu nữa. Có thể họ đã ngã chết trong đồng vắng sạch. Bởi vì tôi nói với anh chị em một lần nữa, Satan sẽ hiện ra mặt đối mặt với anh chị em tại chỗ anh chị em ở trong đồng vắng, khi anh chị em đối diện với nhiều điều. Cho nên hãy vững lòng, bền chí, đừng sợ. Ta không lìa ngươi, không bỏ ngươi. Chúa hứa như thế mà, phải không ạ? Chúa hứa như vậy. Ta không lìa ngươi, không bỏ ngươi. Thế thì tại sao mình lại không dám tin vào lời này? Và tôi nghĩ rằng anh chị em sẽ dám tin vào lời đó. Chúa sẽ không bỏ chúng ta dù bất kể là hoàn cảnh gì. Amen chứ? Để chúng ta có sức mạnh bước tới nhờ lời hứa của Ngài. Đó. Satan thì nó rất là đẻo, và nó lợi dụng nhiều hoàn cảnh để kết nối chúng ta với nó, để nó cướp, giết, hủy diệt. Nhưng tôi nói với anh chị em, chỉ có niềm đam mê Chúa giúp chúng ta vượt qua. Môi-se đã có 40 năm chăn cừu cho bố vợ của mình trong đồng vắng. Chỉ nhưng Kinh Thánh không mô tả ông nghĩ gì trong 40 năm đó. Từ một địa vị là một hoàng tử của một vương quốc vĩ đại nhất thời bấy giờ, rớt thẳng đứng xuống là một người chăn thuê cho bố vợ. Anh em nghĩ xem, sống nổi không? Căng lắm chứ. Tôi thấy là đi lên nó dễ hơn đi xuống. Cho nên rất nhiều người giàu có mà rớt xuống á mới nhảy cầu Sài Gòn, chứ không ai mà ở dưới đi lên nhảy cầu Sài Gòn cả. Có đúng anh chứ? Ngày hôm qua tôi còn 1.000 tỷ, bây giờ không đồng, thôi để 2 đôi dép trên thành cầu. Thường là như vậy. Cho nên chúng ta sẽ thấy Môi-se là trường hợp đó. Ông từ một hoàng tử bây giờ xuống thành người chăn cừu hôi hám, khó sống. Tôi gọi đây là đồng vắng của Môi-se. Nhưng tôi tin rằng ông đã vượt qua và giữ vững đức tin. Bằng chứng là cuối 40 năm đó, Chúa đã hiện ra với ông, và ông trở thành một người vĩ đại nhất thế gian này. Từ cổ chí kim chưa có người nào như Môi-se. Có đúng không chứ? Một người thứ hai nữa là ông Phao-lô. Khi ông gặp Chúa, đâu phải ông thành sứ đồ ngay. Anh em đọc trong Galatia anh em sẽ thấy ông phải trải qua 14 năm ở trong hoang mạc, học hỏi, rèn tập, chiến đấu, và đến cuối cùng thì ông được Đức Thánh Linh phán rằng: hãy biệt riêng người này ra cho ta. Đó là Phao-lô. Ông David cũng vậy. Trước khi lên làm vua, ông trải qua rất nhiều năm bị truy đuổi, truy sát bởi cha vợ của mình là vua Sau-lơ, để rèn tập ông, thử thách ông. 2 lần ông có thể đâm một phát là Sau-lơ chết liền. Có đúng không? 2 lần. Nhưng mà David đã sao ạ? Vượt qua bài học thuộc linh này, và Chúa đã tin cậy ông hoàn toàn. Cho nên trong đồng vắng sẽ có những thử thách, trong đồng vắng có những rèn tập, trong đồng vắng có những tỉa sữa, trong đồng vắng khiến cho tính cách chúng ta trở nên hoàn thiện và giống Chúa hơn. Anh chị em đừng ngại nha. Nếu ngày hôm nay anh chị em đang ở trong đồng vắng thì hãy tạ ơn Chúa đi. Hãy nói: Chúa con cảm ơn Ngài vì con có cơ hội trở nên giống Chúa nhiều hơn. Đó là tinh thần đồng vắng. Thưa anh chị em, amen ạ. Cảm ơn Ngài. Tóm lại, buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lại hội thánh: hãy khao khát Chúa. Vì niềm khao khát Chúa có rất nhiều ích lợi. Niềm khao khát Chúa là minh chứng cho sự cứu rỗi thật của anh chị em. Minh chứng. Tôi không tin một con người nào đã được tái sanh, được cứu mà cứ lơn tơn với Đức Chúa Trời. Tôi không tin. Tôi rất nghi là người này chưa gặp Chúa. Tôi nghi lắm. Tôi nghi là tới 99,99999% là người này chưa gặp Chúa.
Còn cái người nào mà được tái sanh, được đổ đầy Thánh Linh là người đam mê Chúa Giê-xu mỗi giây đồng hồ. Đó là sự thật. Vì Chúa quá tốt đi. Ngài là bánh sự sống, Ngài là nước hằng sống, Ngài là thức ăn thật của chúng ta. Mà nếu chúng ta không đam mê Ngài thì đam mê cái gì nữa tôi cũng không biết. Chịu, không lý giải được. Có phải không chị em? Chỉ còn một cái lý giải mà hợp lý nhất là anh chị em chưa được sinh lại mà thôi. Vì chỉ có người chết mới không đam mê, người chết mới không thèm khát, người chết mới không còn một khát khao gì. Còn đã sống lại thì phải khát khao Chúa. Amen chứ. Đó là sự thật. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, tôi nói những lời này không biết có chạm ai không thì không biết. Nhưng mà hãy kiểm tra lại đời sống của mình. Tôi vẫn rất thường nhắc với anh chị em, cái điều cốt lõi cuối cùng của chúng ta vẫn là ngày cuối cùng được đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Còn làm gì làm chưa tính. Amen không ạ? Phải tái sanh. Và niềm đam mê Chúa, khát khao Chúa, giống Chúa là minh chứng cho sự tái sanh. Minh chứng cho sự tái sanh. Cảm ơn Ngài. Có ai trong chúng ta mà chưa bao giờ khát khao Chúa ở đây không? Có không? Thấy cứ lơn tơn. Sáng đi ra, chiều đi vô. Đọc kinh thánh cũng được mà không đọc cũng không sao. Cầu nguyện cũng được mà không cầu nguyện, ngủ vẫn ngon. Có ai không? Không thiệt mà tôi hỏi thiệt á. Có phải không? Tôi rất tôn trọng sự thành thật của anh chị em. Chứ không phải tôi nói đùa đâu. Tại vì đây là sự sống của linh hồn. Chúng ta phải nghiêm túc với điều này. Sự tin Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời, đến với đấng tuyệt hảo, toàn tri, đầy tình yêu, đầy sự ngọt ngào. Tất cả mọi điều tốt nhất trên đời này ở trong Đức Chúa Trời. Thì chắc chắn một điều, anh chị em phải xuất hiện sự đam mê Ngài. Cho nên anh chị em giơ tay đó đó, tôi khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện đi. Hôm nay hãy cầu nguyện. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, tỏ Ngài cho con. Con muốn được nếm thử một chút của Ngài chính trong giờ thờ phượng này. Con muốn nếm thử một chút ngọt ngào của Ngài để con có động lực bước tới với Ngài. Cho em chút nữa cầu nguyện nha. Tôi tin rằng Chúa sẽ giáng xuống trên anh chị em đó. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tất cả chúng ta đồng đứng nào, mình cầu nguyện. Cảm ơn con. Chúng ta cùng cầu nguyện nha. Đây là vấn đề rất là nghiêm túc đấy anh chị em. Buổi sáng nay tôi ước ao rằng Chúa sẽ thăm viếng tất cả chúng ta. Và mỗi một anh chị em có mặt ở đây sẽ được nếm thử Đức Chúa Trời. Như anh em nếm rồi sẽ nếm nữa. Em chưa nếm sẽ được chạm Ngài. Chúng ta hướng lòng mình về Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì bầu không khí tuyệt vời này. Tất cả chúng ta hãy dành cho sự thờ lạy Chúa giờ này, kêu cầu Ngài giờ này. Tôi tin rằng Ngài ở đây, Chúa Giê-xu đang ở đây. Chúa Giê-xu đang ở đây. Và những ai đói khát sẽ được no đủ. Những ai tìm kiếm sẽ được gặp Ngài. Những ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Thiên đàng không ở đâu xa, thiên đàng ở trong lòng chúng ta. Mỗi một anh chị em đang có mặt trong khán phòng này, hãy tĩnh tâm mình lại và thưa với Chúa:
hãy đến bên cạnh con và làm đầy dẫy lòng con. Chính Ngài, xin ánh sáng của Ngài khai mở tâm con để con biết Chúa Giêsu như con cần phải biết. Chúng ta hãy cầu nguyện nào. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Cha ơi, vinh quang Ngài hãy ở nơi này. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện, vinh quang Ngài hãy chiếu sáng nơi đây, trên từng người nam người nữ. Anh em con cần Ngài, anh em con cần Ngài. Hãy cho chúng con đam mê Ngài, đam mê sự đời đời của Ngài. Chúng ta hãy khát khao, hãy thổ lộ, hãy nói với Ngài tấm lòng của mình. Anh chị em ơi, tôi cầu nguyện để sự hiện diện của Ngài chiếm hữu anh chị em giờ này. Sự hiện diện của Ngài làm mới anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền, mỗi một người hãy nghiêm túc với linh hồn của mình. Mỗi một người hãy thành thật với linh hồn của mình. Mỗi một người hãy hạ lòng mình trước mặt Đấng toàn năng, để lòng thương xót của Ngài chạm đến chúng ta giờ này. Tôi và bạn chị em cần Chúa, cần sự sống của Chúa, cần nước sống của Chúa, cần bánh thật của Chúa, cần mana hằng sống của Chúa, để chúng ta được biết Đức Chúa Trời mình. Cầu nguyện anh chị em, cầu nguyện, cầu nguyện. Anh em biết không, khi Chúa đụng chạm, sự chữa lành sẽ xảy ra. Khi Chúa đụng chạm, sự giải cứu sẽ tự nhiên xảy ra. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa, chúng ta cần sự rò đồng của Ngài. Chỉ một ngón tay của Ngài thôi, cuộc đời chúng ta sẽ được tự do, không cần gì khác đâu anh chị em. Tất cả những gì mình cần là cần Chúa. Tôi muốn cả hội chúng hết lòng nói với Chúa: Chúa ơi, cho con gặp Ngài. Chúa ơi, đổ đầy lòng con. Chúa ơi, khai mở Ngài cho con. Lòng con đam mê Ngài giờ này. Cầu nguyện hỏi ta: Cha ơi, còn nhiều điều hơn Ngài dành cho con. Lấy Chúa. Đức Chúa Trời ơi, hãy thăm viếng hội thánh của Ngài. 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 Cha ơi, con cầu. Chúa Trời. Đức Chúa Trời ơi, thăm viếng. Thăm viếng Đức Chúa Trời ơi. Thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng nữa anh chị em, nữa đi, nữa, nữa. Tôi muốn lễ ngũ tuần phải ở đây, vinh quang của Ngài phải ở đây, sự hiện diện của Đấng toàn năng phải ở đây. Không một ai là không chạm được, không thấy được, không rờ được cho cuộc đời của mình. Jesus, con kêu danh của Ngài. Hãy dấy lên một dân đói khát Ngài. Hãy dấy lên một hội thánh thèm khát đam mê Ngài. Chúa, con cầu nguyện giờ này. Cha ơi, Đức Chúa Trời ơi, hãy đến với lòng Chúa. Chúa ơi, đông dân sự Ngài, đông dân sự Ngài, đổ xuống dân sự Ngài. Ngài không ở xa chúng con đâu, Chúa ở gần chúng con. Cầu nguyện giờ này. Cha ơi, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Holy Spirit, thân của Chúa Trời ơi, đổ đầy, đổ đầy và thân viên hội thánh Ngài. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Thánh Linh ơi, hãy thổi qua dân sự của Ngài. Hãy giáng xuống và chạm đến dân sự của Ngài.
sơn của Ngài, chạm chân sơn của Ngài, chạm những ai chưa được chạm bao giờ. Hãy cho anh em con nếm Ngài Chúa ơi, con cầu nguyện giờ này. Không thể có sự nguội lạnh trong hội thánh của Ngài, không chấp nhận sự hấm hẩm trong hội thánh của Ngài. Chúa ơi, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.